Yêu Em đang là một trong những bộ phim đang quay nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là với người hâm mộ của Trương Lăng Hách. Bởi đây là dự án ngôn tình hiện đại của nam diễn viên sinh năm 1997 sau một thời gian dài đóng phim cổ trang. Và không nằm ngoài kỳ vọng của người hâm mộ, một loạt hình ảnh hậu trường mới đây của Yêu Em đã khiến cư dân mạng phát sốt. Ngày 29 tháng 3, cảnh hôn của Trương Lăng Hách và Từ Nhược Hàm dưới gốc cây hoa anh đào được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo. Trong clip, cặp đôi trông vô cùng đẹp đôi với vi rùa hút mắt và tạo hình trẻ trung năng động. Khoảnh khắc họ trao nhau nụ hôn dưới gốc cây hoa anh đào khiến khán giả lụy tim vì quá đỗi ngọt ngào và lãng mạn. Nhiều người còn ví von, cảnh quay lãng mạn này như bước ra từ một bộ phim ngôn tình Hàn Quốc. Có lẽ đây là khung cảnh mà bất cứ cô gái mơ mộng nào cũng ao ước được thử một lần trong đời với nửa kia của mình. Chính vì vậy mà bên dưới phần bình luận, các fan nữ đã đồng loạt đề nghị Từ Nhược Hàm nhường vai cho họ trong cảnh quay này. Nụ hôn dưới cây hoa anh đào, không khí vô cùng lãng mạn. Các vị mệt rồi phải không? Để tôi diễn hai tập nào. Cô nhóc kia tốt số thật, có thể cho tôi hôn 2 phút không? Không dám tưởng tượng có thể yêu đương với bác sĩ Hà như thế này, tôi sẽ trở thành cô gái vui vẻ biết bao. Trương Lăng Hách, tôi chịu không nổi rồi. Trương Lăng Hách, hãy anh cứ về hoành điếm đi. Rất được, mỗi tội nữ chính không phải là tôi. Trước đó các fan nữ cũng được một phen náo loạn trước tạo hình bác sĩ quá đỗi đẹp trai của Trương Lăng Hách. Nhiều người thậm chí cho rằng nam diễn viên nên tạm gác các dự án cổ trang và cân nhắc chọn thêm nhiều dự án ngôn tình hiện đại khác. Yêu Em được chuyển thể từ tiểu thuyết Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm của tác giả Sơn Ly. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của cặp đôi Hà Tô Diệp và Thẩm Tích Phàm. Cả hai đều là những người từng chịu nỗi đau trong tình yêu. Thế nhưng định mệnh đã giúp Hà Tô Diệp cùng với Thẩm Tích Phàm gặp được đối phương, cùng nhau chữa lành cho nhau và viết nên chuyện tình đong đầy cảm xúc.